giới trong thiệu cho anh cái gì? em cái chậu cáo Cao Bằng nhá, cáo Trong bằng lá sơ chết dừa. nhá. Cái này là những cái giò hàng rừng Trong thuần đấy bọn đấy nó có cái kiểu chăm ở nó hơn vườn của mình đấy nó kiểu em này. gì? Nó Những cái cây rừng mua hàng lô hàng rừng bọn về đấy trồng nó lên kể những cây cả tuyển cáo chọn tồn ở đâu sóc những xếp vô cây trong cáo vẫn lá đẹp xếp. mướt. Nói Lá chung là đang cây lên quá đẹp luôn. cái cây đơn thân thì nó bảo trồng 100% vừa. Cái cây Những mà cái quế mà cái vụ nó những cái cây này vụ tới là có thể cho ngồng cây hoa được các bác khác nhá. về trong vườn này Đây, đây là đó những cái cũng là cây đấy xếp rất là đấy, nó đẹp, cũng chăm trồng rất là tỉ mỉ sơ luôn dừa này. 100% đấy, cái sơ dừa bột đấy anh em trồng 100% sơ dừa Đây, 100% những cái sơ cây giống từ cây to cây nhỏ có hết. Những cây 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 bé bé này là cậu ấy chưa có lên được mấy tháng chậu này này. chưa lên chậu mấy tháng này cũng bán nhá, nếu mà có Toàn khách là thì những cũng cái bán cây nhá. lá xếp nhá các bác nhá. Còn những cái cây nào mà lướt thì là đã được tuyển ra Vậy chỗ xem khác hôm rồi. nào Còn những để lại đây là những cái cây cào lá xếp không, hết ý rồi. là Đây anh em có cô chú có nhu cầu sưu tầm một cái những cái cây quế chậu 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 cáo lan cáo Cao Bằng về để chơi tác cáo Cao phẩm Bằng, cáo lá thì xếp. nhắn qua cái số Zalo giúp em nhé. Những cái cây này mình về mình trồng 2, 3, 4, 5 cây lại này. Đấy, thì nó mới thành chậu to được. Còn đây là bạn này mới là trồng, gọi là trồng nhân giống lên thôi. Đấy, cáo này trồng lên thuần như này là đẻ con luôn này. Mọi người, cái số lượng cũng không không có nhiều, những cái cây cáo Cao Bằng này các bác nhá. Mọi người có nhu cầu sưu tầm cây nhỏ, cây to này có gì, nhắn qua cái số Zalo cho Bên em kia là là quế gieo hạt à? 0982037 488 ạ. Em xin cảm ơn ạ.